Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Mảnh ghép yêu thương chào chị. Dạ, em chào anh Minh Hoàng và chị Ngọc Diệp. Còn anh Sài Gòn Go nữa. Dạ, chào mấy anh Sài Gòn Go. À, đúng rồi. Dạ. Chào anh Minh Hoàng là ok, cảm ơn ha. Dạ. Chào anh Sài Gòn Go cũng cảm ơn. Dạ. Mà chị Ngọc Diệp cũng rất là cảm ơn chị luôn. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ chị có thể chào quý vị khán giả nè. Rồi mình cho quý vị khán giả biết tên với tuổi mình luôn ha. Dạ. Em xin chào quý khán giả, cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Dạ, em tên là Trần Thị Ngọc Giàu. Tên thường gọi em là Khánh Linh. Dạ. Trần Thị Ngọc Giàu. Dạ. Tên thường gọi nhà là Khánh Linh. Dạ. Hai tên luôn. Dạ, rồi, coi tên nào đẹp. Trần Thị Ngọc Giàu đi để dễ nhớ. Dạ. Rồi, chị Giàu. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ thưa anh, em 39 tuổi. Ô, mới 39 tuổi hả? Dạ, em tuổi Tý. Nhỏ quá vậy ta. Dạ. Ủa liệt xưng bằng em đi, kêu bằng chị kỳ quá. Dạ. Ừ. Vậy được trẻ quá là vui chứ. 39 tuổi. Dạ. Vui ha. Dạ. Đến từ đâu? Dạ em đến từ thành phố tới Bình Dương. Em đang sinh sống tại Bình Dương lấy thiêu. Từ thành phố tới Bình Dương luôn? Dạ. Sao kỳ vậy? Dạ, tại thành phố là thành phố Bình Dương là Bình Dương chứ từ dạ. Thành phố tới Bình Dương là sao? Dạ thành phố là cha mẹ sanh ra. Là còn Bình Dương á là em đi làm ở đó em nuôi con. Dạ. Bởi vậy nói lần cho nó tẹn luôn ha. Dạ. Từ thành phố tới Bình Dương luôn. Cái thằng Ngọc Diệp đó nó chuẩn bị đi giải phẫu rồi đi qua Thái Lan. Ngó nó thấy có tứ nữ không? Dạ không, ảnh rất là chuẩn men lắm ạ. Chuẩn men sao kêu chị Ngọc Diệp? Trời ơi, ta ngồi một đống đàn ông kêu ta bằng chị, nó buồn nó bỏ đi ra ngoài ngồi dạ, được kìa. Dạ em không biết có gì anh chỉ lại em, sorry anh. Run quá ha. Dạ em hơi run quá. Rồi vào nè. Dạ. À, để tiếp tục cuộc trò chuyện ha. Dạ, thì chương trình có cái điều lệ đưa ra thì ai cũng phải hỏi hết. Dạ. Và bất kể ai cũng có đều có cái quyền chấp nhận và không chấp nhận. Dạ. Giàu có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của Giàu để đăng lên mạng xã hội hay không? Dạ em đồng ý. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình Giàu cũng như bản thân Giàu sau này bắt mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video này xuống là không được. Dạ. Giàu phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Dạ em chịu trách nhiệm, em đồng ý luôn. Rồi. Bây giờ cuộc sống hôn nhân gia đình mình như thế nào Giàu? Dạ thưa anh Hoàng, cuộc sống hôn nhân gia đình của em á, là nó trắc trở lắm. Mà nó bi đát mà buồn dữ lắm. Trắc trở dạ. Bi đát buồn vậy lắm. Còn buồn nữa. Dạ. Tôi nghe không tôi muốn thảm luôn rồi. Dạ. Trắc trở bi đát. Dạ. Thật là buồn luôn. Dạ. Mà đầy là chắc trở xúc sao? Động lắm. Dạ. Là lúc mà em sống trong gia đình với ba mẹ đó thì ba em hiền khô à, mẹ em thì dữ lắm. Rồi cái ép gả em cho người này người kia ai giàu á là ép gả. Thì em thì chưa có nghĩ tới cái chuyện mà hôn nhân gia đình, em chỉ biết muốn đi làm thôi. Thì mẹ mới nói là thôi thấy cái người này cũng được, con thương người đó đi. Nó con không có nghĩ tới. Không nghĩ tới không được. Phải nghe lời mẹ. Mà không nghe là mẹ đánh dữ lắm. Thì vì chữ hiếu làm đầu mà. Làm đạo con rồi phải nghe. Thì thế là em nghe lời rồi bị dụ dỗ rồi. Hứa hẹn rồi cưới gả tùm lum hết. Rồi thế là có con mang bầu rồi. Khi mà đẻ con ra được 2 tháng là ảnh bỏ đi. Đây là 19 năm rồi. Em tự bươn chải em nuôi con. Dạ. Câu chuyện em nó đầy nước mắt là như vậy á. Trắc trở, bi đát, buồn thảm luôn. Dạ. Công việc em là tự do, em chỗ nào để bản cần người là em vô em chui em làm hết à. Dạ. Em chịu cực khổ từ nhỏ lớn em quen rồi.
Có nghĩa là lúc đó 20 tuổi rồi, lấy chồng tới nay là nay con 19 tuổi rồi. Dạ. Rồi hôm nay vào đến với Mảnh Ghép Yêu Thương, muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho vào? Dạ em xin, em tới đây á, em xin Mảnh Ghép Yêu Thương á, thương em và nghe những gì em đang kể, rồi nước mắt em nó muốn tuôn ra mà em gắn kèm từ nãy giờ. Thì em xin Mảnh Ghép Yêu Thương thương em cái khoảng đời còn lại, cho em kiếm được một người mà yêu thương để ghép lại một trái tim mà em đã bị tan dở. Mảnh Ghép Yêu Thương á, dạ, là giúp giùm thôi chứ không có, dạ, thương giùm được. Dạ. Đúng không? Mảnh, dạ, ghép yêu thương là chỉ giúp thôi chứ không có thương giùm được. Dạ. Ừ. Thì ghép cho em một cái đôi mà để em khoảng đời còn lại của em bị dang dở, ừ, để em còn tiến tới cái tương lai, để còn góp sức nhau, để còn lo cho con, lo hạnh phúc gia đình nữa. Vì em không có hạnh phúc gia đình với bên với chồng em, ừ, chưa được trọn vẹn thì chồng em đã ra đi rồi. Em một mình em vừa đi làm mà ôm con, ôm con đi theo mà người ta không có nhận em làm. Em phải năn nỉ em lại người ta mới nhận em làm đó. Thì con nay đã 19 tuổi rồi. Em cũng gắng cố gắng làm mà khi mà nuôi con tới 19 năm rồi em sống vậy luôn. Vậy là hôm nay vào muốn Mảnh Ghép Yêu Thương tìm giúp cho mình, dạ, một cái nửa mảnh còn lại, dạ, để cùng nhau dung bồi hạnh phúc cũng như lo lắng cho gia đình, dạ, con của giàu luôn, dạ. Rồi bây giờ giàu muốn tìm cái mẫu người đàn ông cỡ khoảng tuổi bao nhiêu? Dạ cỡ hơn em cũng được, hoặc có thể hơn chút cũng được, 2-3 tuổi cũng được. Hơn cỡ bao nhiêu? Thì năm sau em 40 rồi, thì cỡ 45-46 cũng được. Lớn hơn nữa thì không được? Dạ lớn nữa em cũng đồng ý, mà đừng có lớn quá. À. Ví dụ sáu mấy, 70, 70. Công việc làm tự do mình không ổn định là sao? Dạ không ổn định thì em cũng phải gắng cố gắng xin chỗ khác em làm nữa. Kiếm một người đàn ông lớn tuổi hơn. Rồi về cuộc sống của anh đó thì giàu cần những cái gì? Em cần là anh ấy yêu thương em. Thương em thì phải thương con. Đừng có đánh đập, hắt hủi, chửi. Vì em đã nếm mùi cay đắng nó lắm rồi. Giờ em sợ lắm rồi. Và cái thứ hai nữa là phải có công việc làm ăn ổn định. Giàu nghèo thì số phận em cũng chịu được hết á. Nhưng mà phải công việc đó làm ăn ổn định, rồi lo cho vợ con rồi này kia. Rồi thương yêu vợ con, rồi những lúc mà sai xỉn hay gì đó là về ngủ thôi, đừng có đem vợ con ra mắng chửi, đánh đập đá này kia. Cái cảnh đó là em đầy nước mắt luôn rồi đó. Em xin khán giả nãy giờ em muốn khóc dữ lắm rồi mà em kèm nãy giờ á. Có những lúc mà ảnh về, anh xỉn về, anh đem con mà ra đánh là em ẵm con em đi trốn. Chừng nào ảnh ngủ em mới ẵm con đi về. Cái cảnh đó em đã nếm mùi dữ lắm rồi, em sợ cái cảnh đó lắm rồi. Dạ. Có nghĩa là kiếm bây giờ cái cần kiếm người không có vũ phu. Dạ, dạ để đúng rồi. Mình đỡ, dạ, phải nhớ lại cái khoảng thời gian mình bị đau khổ. Dạ đúng rồi. Em bị tra tấn nhiều quá, em sợ đòn roi lắm à. Nếu anh đó có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa hẳn hoi thì nó đỡ hơn ha? Dạ, nó đỡ hơn lại một chút. Tại vì em đang ở nhà trọ, em quá khổ rồi. Ừ. Dạ. Rồi giàu có xem, thường xuyên xem những cái video trên Mảnh Ghép Yêu Thương không? Dạ, thưa anh Hoàng, em cũng có đôi lúc em rảnh thì em coi. Có lúc thì em đang làm cho người ta bận rộn, em không có coi được. Mà đôi khi em đi làm về tối mù mịt rồi 11, 10 mấy, 12 giờ cái em buồn ngủ, em ngủ luôn, em cũng ít có coi. Dạ. Rồi giờ có chấm được cái anh chàng nào ở trên những cái video đó chưa? Dạ giờ anh Hoàng hỏi cái em quên mất tiêu, em lên đây em run quá, em quên hết trơn luôn rồi. Có gì đâu run, nói, dạ, chuyện bình thường mà. Dạ. Nhớ lại xem. Em không nhớ được tên của ai luôn.
Sao lại không nhớ? Mình coi thì mình phải nhớ chứ. Em nhìn hình á thì em còn nhớ nhớ ra. Nhớ thì bây giờ ở trên đây biết bao nhiêu cái hình. Dạ. Rồi giờ chương trình biết sao tìm. Dạ. Rồi làm một ngày rồi cả tháng nay, nhiều khi hai tháng nay. Dạ. Chắc trọng đó biết ai đâu kìa, kiếm biết tên đâu, phải biết tên. Dạ. Cái tại em quên. Sống ở đâu? Dạ, em sống ở Bình Dương lắm. Cái anh đó đó. À, em cũng tìm cái anh đó, cái Long An cũng có, Tiền Giang cũng có. Rồi gì sao tìm gì nhiều với gì? Rồi Long An rồi Tiền Giang rồi đâu nữa đó, không nhớ. Em coi chương trình đó, em coi á rồi em chưa có đối tượng ưng ý ai hết. Dạ dạ. Có nghĩa là chưa là mình đưa những cái người đó để mình dạ theo dõi để mình quyết định phải không? Dạ em đang còn suy nghĩ thân dân quá. Thôi vậy thì dạ xong cái video này về nhà coi tiếp đi. Dạ. Rồi khi cái hình ảnh của Giàu được phát sóng lên mạng xã hội nè. Dạ. Thì lúc đó Giàu xem được rồi, chấm rồi thì gọi đến cho chương trình sắp xếp cho. Dạ. Em sẽ làm y như vậy. Chứ bây giờ sao chọn, đâu biết ai đâu chọn. Dạ. Vậy đi ha. Dạ. Rồi bây giờ cái điểm mạnh của Giàu là cái gì? Dạ điểm mạnh của em á là em cố gắng làm việc siêng năng lắm, cái gì em cũng giỏi làm, dù người ta chửi người ta xô đuổi em cũng làm nữa, hét người ta cũng siêu lòng, người ta cũng nhận em. Còn, điểm yếu? Còn điểm yếu của em á thì em hơi nhút nhát, hơi gung, với hơn nữa mà em coi phim hoặc là em coi cải lương gì á là em hay xúc động lắm. Hay xúc động. Dạ. Rồi điểm yếu là hay xúc động. Dạ hay xúc động. Rồi bây giờ có cần ảnh cao mập ốm gì không? Dạ dạ không cần, cao mập ốm gì em cũng đồng ý hết. Lùn cũng được luôn. Dạ miễn là tánh là dễ được rồi. Dễ quá ha. Dạ. Kiếm thì kiếm từ Long An rồi tới Tiền Giang. Ở thì từ thành phố tới Bình Dương. Dạ. Tiễn chồng thì từ Bình Dương tới Long An luôn. Này sao cười. Dạ. Giờ có biết hát không? Dạ. Có biết hát không? Chương trình. Dạ em biết chút chút nhưng mà ca hơi dở. Kệ nó, hát hay không bằng hay hát. Tặng cái anh 45, 46 tuổi gì đó. Rồi tặng quý vị khán giả một đoạn đi. Dạ. Vậy em hát mà lỡ có không hay anh đừng cười em nha. Sợ khán giả cười kìa chứ chương trình đâu có cười đâu. Dạ vậy khán giả cũng đừng cười em nha, tôi bổ em thêm nha. Rồi hát 1, 2, 3 vô. Giờ còn gì hãy nói đi em, khi đã không còn chung bước lòng nghẹn ngào chia ly chẳng nên cầu, dù lệ đắng mắt rơi ước mi đừng bừng lòng hãy cố quên đi. Bao tháng năm mình có nhau, một giấc mơ êm mãi tan biến trong mơ. Từ nay đường ai nấy đi, gạt đi nước mắt thương nhớ về một dĩ vãng. Chết nhau làm chi mà gắn thêm đớn đau, biết chết nhau như thì xa, tình không duyên ta đành xa. Hãy giữ mãi những ai ân ngày xưa, đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau. Dạ em xin hát. Cái này dạ chắc cũng trước khi đi đến chương trình cũng đã chuẩn bị bài hát rồi đúng không? Biết dạ, thế nào Minh Hoàng cũng kêu hát một bài à. Nên hát suông mà ngọt đều luôn không dốc ha. Dạ thưa anh nói là em cũng khai thiệt. Là tại vì cái đó là nó có trong nước mắt á. Cho nên thử em thích hát bài đó em thuộc luôn. Nhạc trẻ. Dạ nhạc trẻ của Hoàng Châu Lý Hải. Nhớ luôn tên tác giả luôn. Dạ. Hay gì vậy? Cảm ơn anh đã khen. Dạ bây giờ còn nói gì nữa không? Còn muốn gì ở cái ý trung nhân nữa không? Dạ không. Em nói như này em run dữ lắm rồi. Vậy là được rồi ha, run rồi dạ ha. Dạ run dữ lắm rồi. Thôi vậy thôi mình kết thúc sớm để mình về nhà mình mở lên mình xem những cái video đó. Dạ. Những video mà mình quên tên mấy anh đó đó. Dạ. Xem thật nhiều vô. Dạ. Rồi
khi cái video chừng nào mình thấy mình xuất hiện ở trên trên mạng đó, dạ, thì lúc đó mình gửi, dạ, gửi yêu cầu là mình nhờ chương trình ghép với anh đó, vậy đó. Dạ, ừ, dạ, em đã nghe. Rồi, mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn Dào ha. Dạ. Đã tin tưởng mảnh ghép yêu thương đến đây để ngồi trò chuyện, dạ, mười mấy phút. Dạ. Từ Hóc Môn xuống đây nói chuyện mười mấy phút, rồi chờ đợi nữa. Dạ. Thôi nhưng mà chờ đợi là hạnh phúc. Dạ, ừ, dạ đúng rồi. Cứ về chờ tin vui thôi. Dạ, ừ, em mong rằng tin vui sẽ đến. Rồi bây giờ Dào chào quý vị khán giả rồi anh em mình chia tay nè. Dạ, em xin chào quý khán giả trong nước và ngoài nước, cộng đồng mạng. Em xin chào các quý vị đã ủng hộ cho em được lên chương trình này. Em tòi bày tỏ được cái tấm chân thành của em, mà bày tỏ được cái chữ chân thật của em, tấm lòng của em gửi đến với khán giả, gửi đến cho anh Minh Hoàng và Ngọc Diệp. Em xin chào và em xin hết. Em cảm ơn rất chân thành, em cảm ơn rất là nhiều. Hãy ủng hộ cho em và hãy cho em một sức sống mới, cho em một niềm vui mới mà em đã sụp đổ, em đã gầy dựng bấy lâu nay, nuôi con đã lớn khôn. Hãy cho em một sức mạnh, một cuộc sống vui vẻ, tươi mãi. Em xin hết, em xin chào khán giả. Vâng, rồi. Dạ. Cũng cầu mong, dạ, và hy vọng cho Dào, dạ, có được những gì như sở nguyện của mình. Dạ. Trước khi kết thúc chương trình mảnh ghép yêu thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, dạ, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Dạ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, Dào cũng cảm ơn quý khán giả.